ngoái thì dịch COVID-19 bùng phát đã khiến các doanh nghiệp bất động sản mất 6 tháng. Năm ngoái thì dịch COVID-19 bùng phát đã khiến các doanh nghiệp bất động sản mất 6 tháng kích hoạt trạng thái ngủ đông, ngừng giao dịch. Tuy nhiên năm nay, các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị tốt hơn, tìm nhiều cách để xoay sở ứng phó với đại dịch. Trong đó thì chuyển đổi sang bán hàng online đang là cách phổ biến. Nhiều sản phẩm có giá vài tỷ, vài chục tỷ đã xuất hiện trên chợ online nhà đất. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến toàn thể quý vị khách hàng một dự án phân khúc nhà ở thu nhập khoảng 30 triệu là có thể vay. Từ tháng 4 năm ngoái, anh Tuấn, một môi giới bất động sản kỳ cựu, đã mày mò học cách livestream bán hàng trực tuyến. Bản chất ra thì nó chỉ là một cái vấn đề tư vấn khách hàng, mình chỉ cần thêm một chút, đó là vấn đề tự tin thôi, là có thể được. Khoảng một năm trở lại đây, những trường quay ảo mini như thế này dùng để livestream bán hàng đã được một số sàn giao dịch bất động sản tạo ra. Điều này thì không chỉ phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 mà nó được kỳ vọng sẽ là phương thức bán hàng trong tương lai của các sàn giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, trong khi các mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, khách hàng thường chốt mua ngay trên livestream thì bất động sản lại khó hơn. Với bất động sản thì một ngành nghề khá là đặc thù khi mà thông tin khách hàng cần rất là nhiều các cái thông tin từ pháp lý cũng như là quy trình giao dịch, và đặc biệt là một sản phẩm có giá trị lớn cũng như cái thói quen của khách hàng mua bất động sản hiện nay thì việc bán hàng online thì thời gian đầu chúng tôi gặp rất nhiều các cái khó khăn, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cho rằng là khách hàng cũng đã có hình thành những cái thói quen tốt hơn. Theo các sàn, cách bán hàng trực tiếp trên mạng chủ yếu là cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho các khách hàng. Còn việc chốt mua cần phải có sự tư vấn sâu hơn giữa khách hàng và người môi giới. Vì vậy, các sàn vẫn phải duy trì song song, vừa tiếp thị truyền thống, vừa tận dụng kênh online. Nếu mà thống kê về cái tỷ lệ tăng trưởng của khách hàng mà chúng tôi chuyển đổi được, lúc đầu thì ở thời điểm dịch nó chỉ chiếm khoảng tầm 5-10% các sản phẩm mà chúng tôi bán được. Tuy nhiên rằng ở thời điểm hiện tại qua hai đợt dịch thì với cái đợt dịch thứ hai chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ nó đã tăng lên đến tầm khoảng 15%, và chúng tôi đang kỳ vọng rằng là đối với cái giai đoạn này là cái tỷ lệ mà khách hàng chuyển đổi được từ các công cụ bán hàng online và tiếp cận bằng các ấn phẩm online nó sẽ tăng lên được tầm khoảng 17-20%. Theo ghi nhận, hiện nay hầu hết các đơn vị bán hàng bất động sản đều sử dụng kênh online, không chỉ dừng ở các tư vấn bán hàng trực tiếp hay YouTube trải nghiệm mà các sàn còn tổ chức lễ mở bán online. Tuy hiệu quả chưa thể thay thế tức thì như bán hàng trực tiếp, nhưng rõ ràng đây là kênh phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Mặt khác, việc bán hàng online cũng đang giúp thông tin nhà đất trở nên minh bạch hơn, cạnh tranh hơn. Mọi năm sau Tết âm lịch, thị trường bất động sản gần như chỉ hoạt động trở lại sau rằm tháng Giêng. Nhưng năm nay, có vẻ như hoạt động sản xuất kinh doanh không thể chậm trễ. Các doanh nghiệp khẳng định họ sẽ không để xảy ra tình trạng ngủ đông. Như quý vị có thể thấy là ngay khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc thì tại nhiều công trình, các công nhân đã trở lại làm việc với không khí sôi động, khẩn trương. Có được điều này là nhờ các chủ đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm để ứng phó với dịch COVID-19 suốt một năm qua. Theo đại diện doanh nghiệp này, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các công nhân đã quay trở lại làm việc trên công trường, trừ các công nhân đến từ vùng dịch. Năm ngoái, trong đợt giãn cách xã hội ở Hà Nội, nhiều công trường phải tạm dừng hoạt động trong 1-2 tuần. Cái biện pháp phòng chống dịch của chính phủ và các cái cấp chính quyền hiện nay cũng có những cái thay đổi. Tuy rất quyết liệt nhưng mà nó thực tế hơn. Và nó cũng là có một cái quan điểm tức là không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Cuối tháng 3 chúng tôi sẽ lẽ ra tổ chức khách hàng một lần, thì chúng tôi sẽ phân ra, chúng tôi sẽ tổ chức thành nhiều lần. Và như vậy nó cũng vẫn đảm bảo được cái mục tiêu của doanh nghiệp, nhưng mà nó cũng sẽ thực hiện được cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19 chung của cả nước. Nhiều doanh nghiệp khác cho biết, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, họ sẽ tập trung xử lý hoàn thành các thủ tục pháp lý cho các dự án còn dang dở. Ngay sau khi tình hình ổn định, các công ty sẽ lập tức bung hàng. Thúc đẩy cái phương án làm việc online, làm việc tại chỗ trong công ty cũng như là họp online với các đối tác. Ngoài ra thì tận dụng những các cái thời điểm mà không có dịch hoặc là hạn chế dịch, thì chúng tôi đẩy mạnh tất cả những cái hoạt động kinh doanh trong cái thời điểm mà có dịch, mà đặc biệt là phải giãn cách xã hội, thì chúng tôi làm việc thông qua các cái công cụ online là chính. Hiện nay nguồn cung dự án không có nhiều, trong khi nhu cầu mua bất động sản để giữ tài sản vẫn cao, cho nên nhiều ý kiến cho rằng giao dịch bất động sản năm 2021 vẫn có nhiều tiến triển khả quan.
Thậm chí theo dự báo, giá phân khúc chung cư vẫn có thể tăng nhẹ từ 1 đến 4% so với năm ngoái. Phân khúc đất nền có thể tăng trên dưới 5%. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính vừa qua đã có đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuê đất cho các doanh nghiệp. Với lĩnh vực đặc thù như bất động sản, các doanh nghiệp cũng đưa ra một số kiến nghị đề xuất để khơi thông thị trường này trong năm 2021. Các cái dự án được định giá thì đều định giá theo một cái yếu tố nữa là theo cái giá cả của thị trường. Mà trong khi chúng ta thấy rằng là một vài năm gần đây một số các cái thị trường có sự tăng giá khá là nhanh, không muốn nói là ảo. Chính vì thế nên các chủ đầu tư cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Hỗ trợ tốt nhất đối với ngành bất động sản là cái tiền thuê đất. Bởi vì hiện nay nếu như theo cái quy định của nhà nước hiện nay thì khi có quyết định giao đất là các doanh nghiệp phải thực hiện cái đóng cái tiền sử dụng đất ngay, mà trong khi nó chưa bán được hàng thì cái đây nó làm cái áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp bất động sản. Nên chăng là chỉ có một cái phần, một cái trách nhiệm như thế nào đó về cái cơ chế đặt cọc hay là gì đó, thì còn lại các doanh nghiệp khi bắt đầu có doanh thu thì hãng tính những cái tiền là phải nộp tiền đất. Rất là vui bởi vì là năm vừa rồi chính phủ đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 14%, và cái mong muốn của mình là trong năm 2021 thì một là tiếp tục duy trì, và nếu mà có thể thì có thể giảm xuống cái mức 10% cho các doanh nghiệp. Để làm sao chúng tôi có thể tiếp cận được những dự án và hoàn thiện những cái thủ tục pháp lý một cách nhanh nhất để giảm thiểu những cái chi phí trong quá trình chuẩn bị đầu tư để đưa được những sản phẩm đầy đủ pháp lý ra thị trường. Theo khảo sát của một số đơn vị nghiên cứu, bất động sản vẫn là kênh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn hàng đầu bên cạnh các kênh như là vàng, chứng khoán hay là gửi tiết kiệm. Thị trường này cũng cho thấy sự phục hồi tích cực vào cuối năm 2020 khi mà lượng giao dịch và giá bán đều tăng. Bởi vậy, các doanh nghiệp vẫn khá tự tin vào khả năng phục hồi của thị trường trong năm nay.